Dạ vâng, mình đang ở trên chỗ bỏ phiếu ở trên đường Busan. Nghe nói đây là lần đầu tiên ở chỗ này, là mới dùng cái địa điểm này để làm trung tâm bỏ phiếu vào ngày bầu cử 8 tháng 11, thứ ba đầu tuần tháng 11. Trời đã ngưng mưa. Từ sáng đến giờ, từ hôm qua đến giờ mưa và cứ mưa lai rai, và sáng thì mưa rất là lớn, rồi đến chừng mình chuẩn bị ra đường thì lại cũng mưa lớn, nhưng mà bây giờ thì là mưa đã ngưng, mặc dù nó chỉ còn là mưa phùn lất phất thôi, thì coi như là mưa đã tạnh tạnh mưa. Thì hôm nay mình mới ghé đến chỗ này để mình vô mình thực thi quyền công dân. Đây là cái chỗ là voting center, vote center, để mà mình vào để mà sẽ bỏ phiếu. Cái địa điểm hồi xưa thì mình hay bỏ phiếu ở mấy cái địa điểm khác, cũng hay ra cái chỗ ở ngay gần tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, trong cái thư viện ngay bên cạnh đó, là cũng là cái trung tâm để thu nhận phiếu bỏ phiếu. Thì nhưng mà lần này thì mình thử ghé đến chỗ này coi sao. Trời đã tạnh mưa rồi, thì hy vọng là từ giờ đến 8 giờ là sẽ có thêm nhiều người đi bỏ phiếu để mà thứ nhất là làm tròn cái nghĩa vụ bổn phận người công dân, thứ hai là giúp để mà bảo vệ quyền lợi của mình, của cộng đồng, cũng như thay mặt thay đổi bộ mặt tương lai của thành phố. Rồi mình mới làm bổn phận người công dân xong nha, mới bỏ phiếu xong tức thì mình không có được cái sticker, nhưng mà that's okay, có gì là mình we don't get no sticker right off here. This is self-serve. Thank you. Alright, mình cũng lấy được cái sticker để đã hoàn thành nghĩa vụ người công dân nha. Rồi, thì mình không có thể tiết lộ, cũng như mình cũng không muốn kêu gọi là quý vị nên bỏ phiếu cho ai. Mình chỉ có thể mong mỏi, khuyến khích, kêu gọi quý vị hãy đi đi bầu bỏ phiếu. Hôm nay trời đã bắt đầu quang đãng rồi, chúng ta hãy thực thi quyền công dân của chúng ta. Và nếu mà giống như Khải, Khải chỉ có thể tiết lộ là Khải chỉ bỏ phiếu cho những người nào mà Khải biết, Khải quan tâm, và những cái dự luật gì Khải nắm rõ và Khải hiểu, còn những cái gì mình không biết mình không bỏ phiếu, mình không bầu. Quý vị đừng có vì cảm tính nghe lời người này nghe lời người kia mà gạch tên cho họ giống như một cái ơn huệ, như vậy nó rất là bất công, như vậy là mình tự mình hạ giá cái giá trị của cái lá phiếu. Cái lá phiếu nó rất là thiêng liêng, thành ra khi mà mình bỏ phiếu thì mình phải rất là am tường, và cái dự luật nào đó nếu mà mình chống hay mình ủng hộ thì mình phải nắm rõ vấn đề, và mình phải thật sự mình quan tâm, mình mong muốn chống hay là ủng hộ thì mình hẳn bỏ phiếu. Còn mình chỉ gọi là bâng quơ không biết gì hết mà cứ nghe người này nghe kia là thôi bỏ yes bỏ no, hay là bỏ cho người này bỏ cho người kia, thì như vậy rất là bất công. Có nghĩa là mình giống như cái kiểu mình bị người ta mua chuộc, mình nhận hối lộ vậy đó, tức là cái không phải về tiền bạc mà về cảm tình, cái quan hệ tình cảm. Như vậy rõ ràng là mình đã làm mất đi cái ý nghĩa, cái giá trị của cái lá phiếu của mình. Thành ra Khải chỉ bỏ phiếu, Khải chờ chỉ có là ủng hộ hoặc là bỏ phiếu để mà bầu cho những người nào mà Khải biết, Khải quan tâm, những cái chuyện gì Khải nắm rõ thôi. Thì cái đó cũng là cái điều Khải kêu gọi, là chúng ta đừng có làm rẻ rúng cái lá phiếu của chúng ta. Nhất là Khải mong là quý vị đừng bao giờ bán
trao cái lá phiếu mình cho những cái tập đoàn, những cái guồng máy họ chuyên môn đi thu phiếu, để bao nhiêu năm nay họ lũng đoạn cái cộng đồng thành phố Westminster. Một lần nữa cảm ơn các bạn, và hy vọng từ giờ đến 8 giờ chúng ta hãy tiếp tục cố gắng sắp xếp thời gian, dù đi làm về còn 6:30 7 giờ cũng có thể ghé lại những cái tụ điểm, những cái vote center ở gần nhà mình để mà hoàn thành cái bổn phận người công dân. Cảm ơn các bạn. Xe trên đại lộ bầu sao vào ngày bầu cử để coi sao nha. Đây là đại lộ Bô Sa ngay trên khúc đối diện Phước Lộc Thọ và đền Đức Thánh Trần. Cái chỗ mà bên phía nhóm của Ngô Kỵ và Nam Quan đi vu khống cho người ta là nó gọi là vandalize á, tức là đi gỡ bảng á, thì Khải nghĩ chẳng có gì hết. Đây là đất tư, nói về chứ đường này mặc dù là đường công cộng nhưng mà đây là khu đất tư. Thành ra cái người chủ, người ta có quyền người ta dẹp những cái bảng mà người ta không có chấp nhận, người ta không có ủng hộ. Thì thời xưa thì người ta còn nể mặt, người ta không có dám làm mất lòng. Giống như Khải nói bây giờ là như là vắng bài lật ngựa gió đã đổi chiều. Thành ra có nhiều người người ta không có chấp nhận cái băng đảng này nữa. Thì người ta sẵn sàng, người ta chỉ giữ lại những cái bảng mà người ta cảm thấy những cái ứng cử viên nào xứng đáng, những cái ứng cử viên nào người ta ủng hộ. Còn những cái thành phần xôi thịt, băng đảng, coi như là côn đồ lưu manh thì họ dẹp, họ gỡ đi, họ mấy cái bạn đó họ đem dục hết. Tại vì khi anh cấm anh đâu có hỏi ý kiến người ta đâu, anh cứ ỷ y anh cho rằng là anh có quyền cấm. Nhưng mà thật sự không phải như vậy, cái đó là đất tư, cái đó là thuộc quyền sở hữu của người ta, cơ sở thương mại của người ta. Thì trước khi cấm bạn anh phải hỏi ý kiến, anh phải xin phép, chứ không phải là anh cứ thấy ngoài đường là anh muốn cấm là anh cấm. Rồi bây giờ người ta gỡ bạn anh thì cái đó là cái quyền của chủ đất. Người ta gỡ anh lại đi vu và anh kêu là bà Kim Ly Hồ hay là người nào đó là sai người đi đắt, đi vandalize, tức là đi gỡ bảng đánh phá anh. Đó quý vị thấy nè, nguyên cái khu này chỉ có đúng cái tấm bảng của cô Thu Hà thôi. Bằng chứng là chủ đất người ta đã quyết định, người ta đã có sự chọn lựa và người ta công khai rồi. Người ta không có còn sợ sệt, người ta không còn phải giấu giếm nữa. Còn thời xưa thì khác. Thời xưa thì ai cũng sợ những cái đám côn đồ lưu manh mafia chính trị này. Thành ra họ không có dám có ý kiến, tụi nó đâu bao giờ tụi nó hỏi ý kiến người ta đâu. Cứ đến mùa là tụi nó cấm bạn đầy hết. Thành ra đó là chuyện của tụi nó thôi, là tụi nó có quyền. Nhưng mà vì mà tụi nó là cứ nghĩ rằng là coi như là đây là cái thành phố này của tụi nó muốn làm gì tụi nó làm. Thành ra khi đến mùa bầu cử là tụi nó cứ ùa ra tụi nó cấm bạn. Chứ tụi nó đâu có hề mà coi như là xin phép ai. Rồi bây giờ tụi nó lại đi vu và tụi nó kêu là đối thủ của tụi nó là coi như là gỡ bảng. Nhưng mà hoàn toàn là không có chuyện đó. Quý vị nên, chúng ta nên biết rằng là một cái người ứng cử viên, cụ thể là bà Kimberly Hồ, thì khi mà bà ra ứng cử như vậy, bà có thể đầu tư, bà bỏ ra cả triệu đô la, mấy trăm ngàn đô la để mà tranh cử. Thì không ai ngu dốt mà đi làm một cái chuyện mà để có thể khiến mình không những bất cử mà còn có thể bị ở tù. Nó có đáng không khi mà mình chỉ là đi gỡ mấy tấm bảng thôi. Bây giờ giả dụ cái tụi đó nó có nhiều cơ hội hơn mình, nó được cử tri yêu mến hơn mình, thì bây giờ mình có cho người đi gỡ bảng của tụi nó thì cũng đâu có là khiến cho mình trở thành mà dân cử, trở thành thị trưởng đâu. Mà lỡ mà coi như là tụi nó có được bằng chứng, cái người mà mình trả tiền người ta khai ra là mình mướn người ta đi gỡ bảng của tụi nó, thì có phải đến lúc đó là mình đi tù không? Mà như vậy thì có đáng hay không? Thì phải bảo đảm với các bạn, không có ai mà có đầu óc mà đi làm những cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Tức là không hề có chuyện gỡ bảng, gỡ bung gì ở đây hết. Là cái đám ngu dốt này nó bịa chuyện thôi. Tức là nó vu vạ thôi, mà nó rất là ấu trĩ. Nó khinh thường đồng hương, khinh thường cử tri.
nó cho rằng là chúng ta ngu dốt, nó nói gì chúng ta cũng tin. Nhưng mà thật sự mấy chục năm trước thì có thể là như vậy, chứ còn bây giờ cái lời nói của tụi nó bây giờ thì rõ ràng là không còn giá trị nữa, bây giờ không còn ai tin tụi nó nữa. Thành ra những cái lời vu vạ đó thì Khải hy vọng nó sẽ có tác phản tác dụng, nó sẽ là càng cho đồng hương cử tri thấy cái bộ mặt thật của tụi nó là những cái đứa mà gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, coi như là ăn đằng sống nói đằng gió, nói thật xạo mà láo thật sự, hoàn toàn không có biết tôn trọng sự thật, không có biết tôn trọng những cái nguyên tắc, những cái giá trị quy định của xã hội, đạo đức, dân chủ. Tụi nó là mặc dù mở miệng ra là thấy ở chủ trương chống cộng sản rồi này kia, gà bài cho bà treo steel, vu vạ trong chay chen là cộng sản chung cộng, nhưng mà thật sự tụi nó mới là những cái đám mà những hành xử rất là phi dân chủ, rất là độc tài, rất là mông muội, có lối hành xử rất là coi như là phi dân chủ, rất là mông muội. Bây giờ thì phải mới đi kiếm cái gì ăn, thì vẫn còn chưa biết là có nên ghé vô Gypsy hay không, hay là đi kiếm một cái chỗ nào đó ngồi ăn rồi cũng làm chương trình luôn. Dạ vâng, rồi Khải hy vọng từ giờ đến 8 giờ thì quý vị vẫn còn cơ hội điều kiện để đi bỏ phiếu, thì hãy thực thi quyền công dân của chúng ta. Và đây là cái Busaro, thì đây là cái khu trung tâm thương mại của gia đình ông Phạm Hoàng Bắc đầu tư xây dựng. Thì đến lúc nào đó chúng tôi sẽ chia sẻ, trình bày thêm về cái dự án và những cái vấn đề có liên quan đến cái dự án này. Xin chúc tất cả một ngày thật là ấm áp, an lành, hạnh phúc, và nhất là hy vọng tất cả sẽ thực thi cái nhiệm vụ, trách nhiệm công dân của mình là đi bầu. Nếu mà chúng ta chưa đi bầu thì hãy đi bầu hôm nay. Và xin chào tất cả, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Vâng, rồi Khải đang có mặt ở trung tâm hành chính của thành phố Westminster. Đối diện là cái bãi đậu xe mà Khải nói Chí Tạ và Băng Đảng bỏ ra gần 100 triệu đô la để xây cái bãi đậu xe không có sử dụng, vắng teo, cũng như cái đồn cảnh sát. Và đây là tòa án, cũng như là cái và là cái quảng trường. Dạ vâng, và đây là thư viện. Thư viện là thường mấy năm trước thì Khải cũng hay ghé lại đến đây để làm phóng sự. Mấy lần trước thì cũng có anh Vũ Hoàng Lân của Phobosa TV. Kỳ này thì anh Lân đã đến đây hồi sớm. Khải thấy có Sean Lê cũng có ghé lại đây rồi. Thì bây giờ đã là 7 giờ, còn một tiếng nữa là hết giờ, còn một tiếng nữa là coi như là sẽ khóa sổ. Thành ra Khải đến đây để làm phóng sự. Thì ở đây là trung tâm rồi, cái địa điểm này giống như Khải nói, thì sở cảnh sát thì bên kia đường, tòa thị chính cũng bên đó, văn phòng Chí Tạ cũng bên đó, và cái phòng họp của hội đồng thành phố cũng bên kia đường. Và bên đây là đối diện, trước mặt là tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, công viên tự do, và đây là thư viện, nơi sẽ là nơi để mà đây là thư viện, còn đây mới là cái nơi để họ bỏ phiếu. Đây vẫn còn có xếp hàng, tức là vẫn còn có người xếp hàng, chứ không phải là mọi người đã về.
để mình để ra đây để mình sẽ gắn cái microphone vô để mình coi mình có phỏng vấn được một vài người hay không. Coi như mình sẽ chế cái này nha, để mình làm cái microphone nối dài để mình đứng phỏng vấn người ta. Đây, tức là mình sẽ làm như vậy, về nối dài ra để mà phỏng vấn người ta. Hi. Excuse me, you mind if I ask you a few questions? Sure. Sure. First of all, you mind to introduce yourself a little bit? Hold on, let me hold that for you, don't worry about it. This is better, right? Okay. Yes. And yes, please introduce yourself. Oh, I'm Sunny. Oh, I'm Sunny. One of the co-worker here in Sunny Grove Best Library. Uh-huh. And your task here, your role, where you drop off the boxes. Oh, I see. Yeah. I see. Oh, this is the box. Mm-hmm. Can you hold that for me, please? Yes, this is the cái hộp, cái thùng để những người mà điền những cái phiếu của mình á, thì họ sẽ nhận phiếu và đó nhân viên sẽ bỏ phiếu vào đây. And at what time will this be closed? Same as the inside in person. Right. 8:00. 8:00. 8:00 we're done. Và họ sẽ 8:00 là họ sẽ ngừng. Và như vậy thì what will happen at 8? Whoever is going to come after 8 won't be allowed. Và sau 8 giờ thì sẽ không còn nhận nữa. Và ai mà đến trễ sau 8 giờ thì lá phiếu của mình coi như là sẽ không còn có giá trị, tại vì họ sẽ không nhận nữa. You might if I show your name tag, right? Yes. Yes. Can you see it? Yes. And can you tell me a little bit about this year comparing to the previous year? Have you been doing this a long time? First one. Oh, first time. Yeah. Oh, I see. Yeah. And what are you from your observation? Sunny. Hold on, Sunny. Sorry. Yeah. We're not allowed to talk to the media, sir. Oh, okay. No, all I'm right. Sorry. There is a media line. I can give you a phone number, and you can call them with pleasure. Sure. But we are not allowed to speak to the media. I'm sorry. Oh, that's all right. Okay. Thank you very much. Thank you. I'm sorry. Your name? Elisa. Uh-huh. Thank you very much. Appreciate it. Yeah. Khải Tính hỏi cổ để mà hỏi về cái so sánh với những năm trước. Nhưng mà cái người mà coi như là cái người mà có chức vụ cao hơn thì ra là đã giải thích cho cổ. Tại vì cổ nói là đây là lần đầu tiên cổ tham gia. Cổ đây là những người volunteer, những người tình nguyện. Thành ra họ không có phải là nhân viên của cái sở hay là cái phòng tổ chức bầu cử quận Cam, mà họ chỉ là những người volunteer, tình nguyện viên thôi. Thành ra cô này cổ nói cổ là lần đầu tiên cổ làm. Thành ra cổ Khả Tính hỏi là so với những năm trước thì là nghĩ sao về cái vấn đề mà số lượng người đi bầu cũng như là những chia ra đó, tức là người Á Châu, người da trắng, người gốc Hispanic, Nam Mỹ, ví dụ như vậy. Từ từ mình hỏi để có một cái cuộc không phải là thăm dò gì, nhưng mà ít nhất là có phỏng vấn một vài người. Nhưng mà thôi, cái người nhân viên họ ra họ nói là nhân viên thì không có quyền chia sẻ, nói chung là tiết lộ thông tin hoặc là trả lời phỏng vấn báo chí. Thành ra Khải thôi cũng không làm phiền họ. Thì bây giờ để Khải sẽ ra ngoài, sẵn ở gần giống như Khải nói, đi bộ. Thì Khải, quý vị nào coi cái clip mà Khải nói là cái đám dân cử bất lương hậu vệ Việt Giang Cộng Hòa này đó, mà họ tổ chức đú đỡn đại nhạc hội vào ngày 30 tháng 4 năm trước, cách đây 2 năm đó, thì các bạn thấy đèn xanh đèn đỏ ngay trước mặt đó, đó là chỉ có đi
cách đây chừng 100 thước thôi, đi bộ có 5 phút mà nếu mà tổ chức bên đó ca nhạc bên đó thì ở đây có thể nghe được. Có nghĩa là cái ở ngay cái đầu đường đây là có một cái trung tâm, không phải là trung tâm buôn bán mà đúng ra nó là văn phòng, tức là nó không phải là những cái business mà dịch vụ mua sắm ăn uống, mà nó là cái khu mà về hành chánh, tức là cái khu đó từ xưa đến giờ chỉ là những cái văn phòng hoặc là cùng lắm một cái tiệm bán dụng cụ âm nhạc thôi. Thì ngay bên cạnh nữa thì mới có một cái vũ trường Lập Lơ của ca sĩ Phi Khanh và hình như là anh Việt với anh của nghệ sĩ Quốc Thái. Thì cách đây 2 năm họ đã tổ chức đại nhạc hội, bỏ mấy chục ngàn ra dựng sân khấu, đèn đóm, loa liếc để mà tổ chức đại nhạc hội vào ngày 30 tháng 4. Trong lúc mà cộng đồng cũng ngay tại đây thì tổ chức là tưởng niệm ngày 30 tháng 4. Đó là lý do sẵn Thầy đứng đây thì Thầy trình bày luôn. Để quý vị có thấy là cái sự mà nói là gần thì cách nhau có mấy chục thước như vậy thôi. Và coi như là có thể đứng bên này nhìn thấy bên kia. Tức là cái dòng người đi xem đại nhạc hội thì cũng có thể thấy được cái dòng người đang làm lễ mặc niệm. Và âm thanh ban đêm thì ở đây có thể nghe được cái tiếng ca hát, gọi là đàn đúng của họ. Đó là lý do tại sao mà mấy năm trước Thầy có làm một cái clip lên án cái chuyện đó. Thì sẵn Thầy cũng ra đây để Thầy... bây giờ không có ai phỏng vấn hết, không có ai để phỏng vấn hết, thì Thầy sẽ làm một cái clip để chia sẻ cảm nghĩ của Khải với các bạn, đến với các bạn nhân ngày lễ, nhân ngày bầu cử giữa mùa, tức là midterm election, không có phải là bầu cử tổng thống mà cao nhất là bầu cử thượng nghị sĩ liên bang, cũng như những cái chức thống đốc, những cái chức hành chính cao ở tiểu bang và nhất là địa phương, bầu lại toàn bộ hạ viện liên bang, dân biểu liên bang, cũng như là 1/3 thượng viện liên bang, một số thống đốc và nói chung là những cái chức vụ mà ở những chức vụ địa phương thì chủ yếu là cấp thành phố, nghị viên, cũng như là được gọi là thị trưởng. Nhưng mà giống như Thầy nói, nhiều người lầm lẫn cái được gọi là thị trưởng ở những cái thành phố nhỏ đó, thật sự nó không phải là một thị trưởng theo cái hiểu biết, theo cái nghĩa mà người Việt Nam mình quen thuộc. Nó không có phải là như vậy. Vâng, dạ chào các bạn. Bây giờ mình mới gắn mic xong, vẫn có dây xong. Dạ vâng, bây giờ là tối thứ ba ngày 8 tháng 11 2022. Giống như Thầy trình bày hồi nãy là hôm nay là ngày cuối, ngày bầu cử chính thức, ngày bầu cử chính thức cũng như là ngày cuối cùng, lúc 8 giờ tối giờ Cali. Có thể là Hawaii thì còn dễ hơn. Nhưng mà ở Cali là 8 giờ tối là sẽ chấm dứt, đóng cửa, giống như nãy Thầy hỏi cho cô kia, thì những cái lá phiếu mà đem bỏ vô thùng sau 8 giờ thì sẽ không có được nhận nữa, tức là cái lá phiếu của mình là trở thành vô giá trị, không còn giá trị nữa sau 8 giờ. Thì hồi nãy Thầy trên đường đi đến đây thì cũng có nghe chương trình Fusa TV, thì cũng nghe nói là ở những tiểu bang miền Đông thì họ đã phá sổ cách đây 3 tiếng. Tại vì họ đi trước, rồi có những tiểu bang ở Trung, ở miền đó là nó gọi là Mid đó, thì ở giữa đó, Hoa Kỳ đó, thì cách đi 2 tiếng, đi trước Cali 2 tiếng cũng đã khóa sổ, thì chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa thì là sẽ ngưng, và họ bắt đầu công bố những cái lá phiếu đã gửi vô từ trước. Tiếng Anh nó gọi là tally,
đã được kiểm định, nhưng mà họ chưa có công bố. Thì sau 8 giờ, có thể là 8 rưỡi thì bắt đầu sẽ công bố cái số phiếu đã được gửi vào từ trước và đã được vô sổ. Thì khoảng 8 rưỡi 9 giờ chúng ta sẽ biết được một cái hình ảnh, cái kết quả sơ khởi để có một cái khái niệm là ai là có khả năng sẽ đắc cử, ai sẽ bị loại, cũng như là có một vài cái chức vụ thì có phải chờ đến vài ngày, có thể cả tuần sau mới biết được là ai sẽ là đắc cử và ai sẽ nhận thua. Lúc đó là thường họ sẽ gọi phải chúc mừng nhau và chính thức công bố, tức là những cái cơ quan bầu cử sẽ công bố, kiểm nhận và xác nhận kết quả cuối cùng chính thức. Các bạn theo dõi cái cuộc kết quả bầu cử tổng thống Donald Trump với tổng thống Joe Biden cũng biết rồi, sau khi bầu cử rồi đôi khi còn phải chờ đợi giống như cái ngày 6 tháng 1 cách đây 2 năm để mà xác nhận, chính thức xác nhận cái kết quả, thì lúc đó mới chính thức là có giá trị và cái người đắc cử mới làm lễ nhậm chức. Thì hôm nay Thạch có mặt ở đây thì cách đi mấy năm, cuối năm Thạch cũng có ra để kêu gọi hương linh của các anh hùng liệt sĩ, của các đồng bào tiền nhân đã tử nạn trên biển cả, cũng như những người đạo phúc, để mà kể cả anh hùng Mỏ Đen Lý Tống, để mà hỗ trợ chúng ta, để mà phù trợ cho chúng ta, để mà giúp cho cộng đồng có thể dọn sạch được những thành phần cặn bã, rác rưởi, những thành phần bất hảo, những dân thường bất lương. Thì đã hy vọng cái ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà cuối cùng các vị linh thiêng cũng đã giúp cho chúng ta làm được việc đó. Thầy hy vọng từ ngày mai trở đi thì cộng đồng sẽ có được một cái tương lai sáng sủa hơn, sẽ có nhiều cái nhân tuyển mới thích hợp hơn, có uy tín, có khả năng, có đạo đức, có trách nhiệm để mà có thể góp phần đảm nhiệm những cái vai trò dân cử, những cái vị trí, những cái chức vụ để có thể góp phần xây dựng cộng đồng, xây dựng sức mạnh chính trị cộng đồng người Việt hiện nay, hiện nay tại ngoài, cụ thể là ở thành phố Washington, ở quận Cam, Nam California, ở Hoa Kỳ nói chung và trên toàn thế giới nói riêng, trên toàn thế giới nói chung. Thì tại cũng như mọi người, chút nữa thì tại sẽ đi đến một cái chỗ nào đó để tham gia xem kết quả. Thì tại hy vọng giống như tại có thể chủ quan, không biết là vấn đề mình mê tính dị đoan, chủ quan hay là mình hoan tưởng, ảo tưởng, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là mình có cái gut feeling, mình có cái cảm giác rất là tích cực, rất là lạc quan. Mình hy vọng cái kết quả lần này nó sẽ tức là nó sẽ tích cực, nó sẽ công bằng, nó sẽ hợp lý hơn những cái kết quả mà Thạch đã chứng kiến trong thời gian gần đây qua những cuộc bãi nhiệm bầu cử sơ bộ. Thì nói chung cũng chỉ là hy vọng của cái trực giác, cái cảm nhận của mình thôi. Thì hy vọng vài tiếng nữa thì sẽ biết được là cái cảm nhận hiện tại nó có chính xác hay không, nó có đúng hay không. Cũng từ đó thì mình mới biết được để mà có thể xác định được những cái dự định, những cái kế hoạch, cái việc làm mà mình cần phải xúc tiến trong thời gian sắp tới. Thì giống như Khải có nói với một vài người bạn, Khải nói nếu mà thật sự mà lần này mà cộng đồng lại tiếp tục dung túng, tiếp tục ủng hộ, tiếp tục bầu bỏ phiếu để mà đề bạt những cái thành phần bại hoại,
côn đồ human beeper vào những cái chức vụ dân cử để mà đại diện cho cộng đồng thì Khải không còn gì để nói nữa. Nói chung nếu mà chuyện này nó còn tiếp tục tái diễn cho đến ngày hôm nay thì từ mai trở đi coi như là Khải không có còn muốn dính dáng gì cả, sẽ không có tốn thời gian của Khải để mà quan tâm, để mà đi can thiệp hoặc là phí phạm cái thời gian, cái công sức của mình để mà làm những cái chuyện mà mình nghĩ là góp phần để mà đem lại những cái tiếng nói, những cái thông tin thiết thực, trung thực, khách quan, hữu ích cho cộng đồng để mà góp phần cung cấp cho đồng hương, cho cử tri có một cái nhìn toàn diện hơn, có thể có được những cái quyết định đúng đắn hơn để mà có thể bỏ phiếu, có thể đề ủy thác cộng đồng cho những cái nhân sự thích hợp hơn, đúng đắn hơn, đạo đức hơn. Nhưng mà nếu mà cộng đồng lại tiếp tục bao che, dung túng, ủng hộ những cái thành phần mà biết chắc chắn là chỉ là cái bọn côn đồ lưu manh diệt mệnh thì ở Việt Nam bây giờ gọi là bỏ tay, thì Khải buông tay thôi. Khải sẽ không có muốn giống như cái cú mặt điều của đó, tức là nếu mà lần này mà còn không có đạt được một cái kết quả gì giống như Khải và một số người mà mong muốn thì Khải nghĩ là coi như đối với Khải là cái chuyện Khải phải làm, Khải nghĩ mình nên làm, cần làm thì mình đã làm rồi, thì sẽ move on, tức là Khải sẽ không có mất thời gian để mà dính vào cái gọi là cộng đồng này nữa. Tại vì Khải nghĩ những cái người mà bỏ, tiếp tục bỏ phiếu cho những cái thành phần cặn bã này thì không xứng đáng làm đồng hương của Khải. Khải không có muốn có một cái quan hệ gì với họ nữa, và Khải cũng không có việc gì mà Khải phải bỏ thời gian của Khải mà lo quan tâm cho họ, để mà cảnh báo, để mà khuyên răn, để mà cung cấp thông tin gì cho họ nữa. Thì hy vọng cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Và nếu mà cộng đồng chúng ta sau một thời gian dài bị gọi là mà bị lường gạt, đã bắt đầu chuyển hướng và bắt đầu quan tâm lưu ý và loại bỏ đi những cái thành phần cặn bã này, một cái tập đoàn mafia chính trị xô thịt, băng đảng, nhóm lợi ích để mà nhân danh chống cộng, nhân danh cộng đồng mà lợi dụng cộng đồng để mà kiếm phiếu, mà kiếm danh, kiếm chức, mà trục lợi, vinh thân, phiền gia. Thì hy vọng là từ ngày mai trở đi thì cộng đồng sẽ không còn bị cái băng đảng này họ mà bị họ lèo lái, họ dẫn dắt, họ lợi dụng để mà họ xây dựng gọi là ảnh hưởng của họ, băng đảng của họ để mà thao túng thành phố, nhũng nhiễu cộng đồng, khủng bố, đàn áp những người không gọi là phục tùng họ, những người dám lên tiếng nói ra những cái sai trái, vạch trần những cái âm mưu đê tiện của họ giống như Khải. Thì hôm nay Khải cũng đứng dưới chân tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ kể cả đó. Nếu mà quý vị tin vào gọi là có đèn trên, có ơn trên, có gọi là một cái thế giới tâm linh, hy vọng là quý vị anh linh của các anh hùng liệt sĩ và ơn trên cũng sẽ đã soi sáng cho quý vị, soi sáng cho chúng ta để cộng đồng đã có những cái quyết định sáng suốt đúng đắn để mà đã bỏ phiếu cho những người xứng đáng. Và bây giờ thì Hạ xin chấm dứt cái buổi nói chuyện này để mà sẽ đi tham dự kiếm chỗ để mà xem cổ phiếu, xem kết quả. Và giống như Khải nói, Khải hy vọng là lần này Khải sẽ không
lần trước nữa. Và cũng như Thầy hay nói dẫn với Bác Tường là sống mạnh Tường, thì Thầy cũng có một cái clip nói dẫn là sống cả đạo. Thì trong cái lần trước thì nhiều người đã nghĩ rằng là cái công cuộc mà phải gì đó là thất bại hoàn toàn, thì Thầy có trình bày Thầy thấy Thầy không nghĩ như vậy. Giống như đó là cái nền tảng, giống như những người như Thầy Chúa mà chịu khi mà họ hỗ trợ chúng ta, mà hỗ trợ về tài chính, mà một số người đã bỏ thời gian, công sức, tâm huyết để mà thực hiện cái công cuộc quả nhiều đó, mặc dù nó không có thành công giống như cái mong muốn của chúng ta, nhưng mà giống như Thầy có trình bày cách đây mấy năm sau khi mà cái cuộc quả nhiều nó không có thành công đó, thì Thầy có nói là nó giống như là cái cuộc không thành, mặc dù là sau cái đợt, sau cái chiến dịch, sau cái cuộc tấn công thì cái thành nó vẫn còn đứng đó, nó vẫn còn sừng sững, nó vẫn còn tồn tại. Nhưng mà đối với Thảo thì Thảo thấy cái nền móng của nó đã coi như là rạn nứt hết rồi. Nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì, tiếp tục kiên trì, tiếp tục là không chịu bỏ cuộc và còn tiếp tục thực hiện để mà có những cái cuộc tấn công liên tục cho đến một lúc nào đó, thì chắc chắn cái thành đó nó sẽ sụp đổ, tức là nó crumbling down, giống như một cái thành nhìn, giống như cái bãi đậu xe trước mặt Thầy, nhìn thì nó là vĩ đại, nó hoành, nó to lớn, nó hùng tráng như vậy, nhưng mà thật sự cái nền tảng của nó rất là rệu rạo rồi. Thì chỉ cần đến một lúc nào đó, một cơn gió, một làn gió mới thôi, nếu mà chúng ta đồng lòng đứng lên, mỗi người hà hơi thổi một cái, thì cả một cái gọi là tượng đài mà mình dối trá của cái băng đảng này, nó sẽ sụp đổ giống như một cái lâu đài trên cát. Thì giống như Thầy nói, những cái chiến dịch, những cái nỗ lực trước đây của nhiều người đã tham gia ủng hộ thực hiện những cái công cuộc phản nghiệp trước đây, thì nó là một cái xây dựng cái nền móng để có ngày hôm nay. Thì Thầy hy vọng là cái dữ liệu, cái suy nghĩ, cái tiên đoán của Thầy nó không phải là hàm hồ, nó không phải là vô lối, mà Thầy hy vọng sau ngày hôm nay thì cộng đồng chúng ta sẽ có được những làn gió mới, có được những cái việc dân mới, sẽ được thay máu và có được một cái tương lai, một cái tiền đồ sáng lạc hơn. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới.